Nếu muốn biết ai là sống lưng vĩ đại nhất LCK thì hãy hỏi Chovy. Chovy sẽ cho bạn số điện thoại của Morgan. Nhờ sự ban phước của ngài, Quang Đông Freak dễ dàng giành thắng lợi và dẫn trước 1-0. Nhưng đàn trẻ của CV Mark không biết đủ, dám pick Fiora để đối đầu với ngài. Ngài chơi game không phải để win mà là để chill với cuộc sống. Đang yên đang lành, Đu Đu lại xông lên solo kill ngài làm ngài tức giận. Từ đó, cuộc chiến đổi chiều hoàn toàn. Ngài thủ nhà 2 cân 4 có được Quara kill. Ngài giết xạ thủ đối phương giúp Bro gỡ hòa một đều. Vấp ngã một lần vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm, Quang Đông Freak cố chấp dùng Fiora trong khi ngài không hề có điểm yếu để khai thác. Ngài win lên, ngài ăn mạng, ngài di chuyển giúp đồng đội, ngài make play mớ mạng cho xạ thủ, ngài lùa 5 người, ngài mở giao tranh bước ngoặt, ngài tele phá nhà, ngài đưa Bro đến chiến thắng làm fan cảm động rơi nước mắt, ngài làm nổ tung kênh chat LCK tiếng Việt. Super Sunday tuần này thực sự là một ngày chủ nhật đẫm máu. T1 và Gen Z va vào nhau ngay từ những phút giây đầu tiên. Irelia của Zot ăn được mạng sớm và có lợi thế trước Doran. Còn Keria thì quá xuất sắc với những cú kéo chỉ thẳng đầu. T1 vươn lên dẫn trước ở giai đoạn early game. Những tưởng T1 sẽ dễ dàng khoách đại lợi thế của mình thì quỷ già Barker lại vấp cỏ, bị bắt lẻ hai lần liên tục. Silas của Chovy càn quá ghê, còn Paige thì liên tục kích được nội tại của Draven. Gen Z vươn lên dẫn trước 1-0. Đến với ván đấu thứ hai, khi mà Keria xách ra con bài Kalista hỗ trợ thì cả bot của Gen Z đã phải thở oxy ở đường dưới. T1 cắm trại 4 người ở bot, mặc kệ Chovy farm free ở đường giữa. Peanut chạy xuống ứng cứu, chết luôn cả Peanut. T1 lăn cầu tiết chuẩn chỉ và kết thúc trận đấu chỉ sau 28 phút. Đến ván đấu quyết định, thế trận diễn ra cực kỳ cân bằng cho đến khi Faker và Peanut bắt đầu làm nhảm về mấy căn hộ view biển. Người thì chết lẻ, người thì chơi game trước tốc biến. Đến phút 42, Quỷ Vương nhắn đậu nhỏ ra bùa đỏ ôn lại kỷ niệm xưa, rồi gọi hội úp sọt người cũ. Zot đã có lòng tốt đẩy Chovy ra, nhưng anh Vinh lại flat quay lại vì tiếc đợt lính. Chỉ số chết lẻ của Barker và Peanut là 3-3, nhưng T1 win Gen Z 2-1. Hấp dẫn không kém là cuộc chạm trán của Diplodocus và những hảo hán đến từ Lương Sơn Bạc. Trong cả hai ván đấu, Zonking, Canyon đều bị Wheeler đọc nhẹ cái não. Soulmaker lại hóa sâu mắc cười, trong khi Closer bên kia như rồng như hổ. Dev đã già, Envy bắn cháy máy về Varus. Kaolin tuy cũng có tên bắt đầu bằng chữ K đấy, nhưng lại không kết thúc bằng Area mà cứ cố chấp pick Kalista support để rồi không một tác dụng. Trong ngày gặp lại đội tuyển cũ, ngài Budon đã chứng minh DK kích mình và lấy Kana về là sai lầm. Có lẽ dạo này không được DK tăng lương nên đại tướng chơi như chấp người. Listenbox tặng cho Dev hai nho trong ngày kỷ niệm 10 năm thi đấu chuyên nghiệp của anh già.